Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Raider 110, cái bản sân cơ đỉnh hơn với cái chàng phụ tùng chất lượng. Chặt coi nói cái phiên bản Raider 110 sân cơ hiện nay đang rất ít người chơi. Tuy nhiên, những cái bản độ xung quanh cái phiên bản này hoàn toàn là siêu phẩm cực kỳ chất, với những option được người chủ lựa chọn rất là tinh tế, khoa học, liên lạc với nhau. Phần cái đóng chế độ nó bật với cái điểm nhấn là cái cặp cụm công tắc Honeywiz đa dạng màu sắc, rất dễ phối với những cái màu khác nhau. Ứng dụng cho mình cụm con CRG kết nối với cái tay carbon đem lại khả năng cắt con nhẹ nhàng, êm ái. Nên người chủ đã thiết kế lại thêm cho mình một cái chân chính để bắt. Cái tay thắng Rainbow AZ 15 piston khá nhỏ, phù hợp cho những cái mẫu heo 1 đến 2 bit sử dụng. Các kỳ lực YCS kẹp sườn đi cùng với 17 nấc chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát phần đầu xe tốt hơn trong quá trình vận hành ở tốc độ cao. Sản phẩm luôn có một cái màu đen đặc trưng, còn xung quanh sẽ có những gam màu đỏ, cam, vàng, xanh cho những tay chơi tha hồ lựa chọn. Chèn chân trước được thay mới bằng cái bục Showa đi cùng với cái trước phiên bản Raider E góc cạnh hầm hổ hơn. Bên cạnh còn cái rim dầu S đỏ được bấm ép dầu CNC đồ chơi vừa đẹp đẹp, lại đem lại cái lực phanh mạnh mẽ hơn cái xe. Theo như những người chủ chia sẻ, cái dàn chân sau là cái phục của APM hàng hiếm, rất có tiềm hiện nay ở trên trường. Xung quanh được trang trí rất nhiều ốc vi nằm, có thể nói là full xe. Sức mạnh động cơ của con xe này là full 66mm, cái lồng lọc YCS cam lò, nắp chào và KM, BAT, MST v.v. Bao tốc độ lẫn tour, ước tính giá trị có động cơ này tiêu tốn người chủ hơn là 22 triệu đồng. Với cái dung tích động cơ lớn, chủ xe phải lên cái bộ Levin kết hợp cùng chiếc cổ Titan TRX hoàn toàn mới mới có xử lý được cái lượng khí thải ở cổ máy khủng khiếp này. Exeter dọn nhẹ đến từ Baker ở An Phú. Một Baker vừa mới chia sẻ về cái chiếc Exeter 100 đầu kiện của mình, với một phong cách ấn tượng, những món đồ chơi kiện rất là quen thuộc, và chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên ta thấy người chủ trang bị bộ tem MX Skin, phần in được cọt lại với kiểu dáng góc cạnh đậm chất thao thẩm mỹ, mang cái sự êm ái hơn cho người ngồi. Dummy Abbey, cái cụm tay thắng Rainbow và nhiều rời cặp bao tay Spider Gu Rizuma, tay con JZ tích hợp chống gãy và sao nứt tăng chỉnh. Dàn chân được hạ xuống bánh cam với cái chủ đạo là niềm nhôm Raceboy cùng với cam inox chân đỏ, hệ thống nâng cấp mạnh với heo Rainbow 2 bit tới xứng logo lớn đi cùng dòng F, lốc máy chế ốc mầm lửa Titan, bình chào hữu hiệu của AM, ống xả nguyên thủy khá đẹp Double Spark Nano. Phanh sau cũng được nâng cấp như bánh lái trước với heo Rainbow 2 bit tới xứng logo lớn, được quay ngược đầy ấn tượng. Và các bạn thấy bản độ này như thế nào? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, được trực tiếp nhớ like, subscribe.